Hằng Ni. Trời vừa sáng gà gáy luôn. Nhà đất Hằng Ni xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Và để tiếp tục về thống nhà đất các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, thì trong buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại trục đường Vườn Lài thuộc phường An Phú Đông, quận 12. Để tiếp tục gửi đến khách hàng mình một căn biệt thự vườn có sổ hồng riêng, pháp lý chuẩn và giá cả được thương lượng trực tiếp chính chủ. Và căn biệt thự hôm nay Hằng Ni giới thiệu với diện tích cực kỳ khủng luôn, ngang tới 29m và chiều sâu vào là 12m. Căn nhà nằm ngay góc hai mặt tiền đường, trong khu dân cư rất là VIP, toàn là biệt thự và nhà phố cao cấp không thôi. Khu này thì rất là đáng sống tại quận 12 nha cả nhà. Và đây cùng Hằng Ni, chúng ta quan sát kết cấu và thiết kế từ bên ngoài của căn biệt thự. Đó, vị trí rất là tuyệt vời luôn. Siêu biệt thự với chiều ngang lên tới 29m và chiều sâu vào là 12m. Diện tích đất công nhận đủ là 287m2. Nhà thuộc hướng chính là hướng Nam, rất là phù hợp với quý khách hàng mình có hướng ngoại là Đông Tứ Trạch. Và quý khách hàng mình khi mua ngôi nhà này sẽ được gia chủ tặng kèm một sân vườn trồng rau và nuôi gà luôn nha. Thì ngôi nhà này là căn độc quyền duy nhất có tại quận 12 luôn. Vị trí ngay đường Vườn Lài thuộc phường An Phú Đông, quận 12, cách Gò Vấp chỉ 5 phút di chuyển thôi. Và siêu biệt thự sân vườn đang được gia chủ ra bán với mức giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ 12 tỷ 500 triệu đồng, giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Giá này thì rất là tuyệt vời luôn nha, và vô cùng hợp lý. Với 12 tỷ 500 triệu đồng thì quý khách hàng mình về Gò Vấp mua chỉ được một căn nhà phố ngang 4 sâu 16 mét thôi, mà mình di chuyển chỉ 5 phút là đã sở hữu một căn biệt thự lên tới 287m2, được tặng kèm sân vườn. Rất là tuyệt vời luôn cả nhà ơi, hãy nhanh tay nhấc máy alo cho Hằng Ni để chúng ta tham quan thực tế và sở hữu ngôi nhà với giá bán tốt nhất nha. Giá này còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và công năng sử dụng bên trong nhà gồm radio ô tô, phòng khách, phòng bếp, cũng như bên trên là 4 phòng ngủ, phòng thờ và sân thượng cực kỳ thông thoáng luôn. Nhà mình nằm ngay căn góc hai mặt tiền đường, xung quanh là bao bọc toàn là cây xanh không thôi, cho nên là nhà được chỗ cửa sổ cũng như là ban công cực kỳ mát mẻ và không khí rất là trong lành luôn nha. Cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển về phía cuối khu đất của mình để quan sát khu vườn bên trong trồng rau, trồng hoa cũng như là nuôi gà cực kỳ VIP luôn. Căn biệt thự này thì đất rất là rộng luôn nha. Hằng Ni đang di chuyển đến cuối khu đất của mình để chúng ta cùng tham quan nè. Đây, tới đây là mình hết đất rồi. Xung quanh đa số toàn là biệt thự và nhà phố cao cấp thôi. Khu này rất là an ninh luôn, có camera quan sát 24/24, cho nên xét về độ an toàn cực kỳ đáng sống cho quý khách hàng mình luôn nha. Và Hằng Ni bắt đầu di chuyển vào bên trong sân vườn để chúng ta cùng tham quan nè. Đó, gia chủ đang trồng rau, rau xanh sạch cực kỳ VIP luôn. Ở Sài Gòn mà mình tìm một ngôi nhà đất rộng như vậy, có sân vườn trồng rau nuôi hoa, sorry cả nhà, nuôi gà nha. Đây, gia chủ mình trồng những cái trái bí, bầu, quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Căn siêu biệt thự này rất là thích hợp cho quý cô chú cũng như các anh chị mình mua để nghỉ dưỡng nha. Hằng Ni zoom lên phía cuối là mình có một cái chuồng gà nè, gia chủ đang nuôi, hay ho ghê luôn. Vậy thôi, bắt đầu Hằng Ni sẽ di chuyển ra bên ngoài để chúng ta cùng đi đến ngôi nhà, căn biệt thự để tham quan thiết kế và kết cấu bên trong nha. Đây, hẻm trước nhà của mình được trải nhựa, rộng lên tới 12m, có vỉa hè cây xanh hai bên. Xe ô tô, xe tải mình di chuyển tránh nhau thoải mái luôn. Phía trước nhà mình thì có trồng những cái cây xanh, cực kỳ VIP luôn nha. Khu này là khu dân cư, biệt thự, nhà phố, rất là an ninh và cao cấp. Ngay phía sân vườn thì được gia chủ mình thiết kế gồm 3 lớp cửa. Hai lớp cửa còn lại thì gia chủ mình có khóa đây rồi. Đây, và di chuyển lên trên một tí thì mình có một cái gara ô tô thứ hai, gia chủ không cần dùng đến cho nên mình đang ngăn cách để cho thuê nha cả nhà. Tùy vào mục đích kinh doanh cũng như là nhu cầu của gia đình mình thôi. Quý khách hàng có thể là mua về mình dùng để làm gara ô tô hoặc là cho thuê, giữ hợp đồng thuê có thu nhập hàng tháng nha. Và đây, Hằng Ni zoom lên để chúng ta cùng quan sát nè. Nhà này á, quý khách hàng mình ở quận 1, quận 3 mua để cuối tuần mình di chuyển về đây, cũng như là ông bà, con cháu tập trung quây quần, phải nói là cực kỳ tuyệt vời luôn. Không khí xanh sạch nha,
ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mà mình tìm một ngôi nhà như vậy rất là hiếm có luôn. Và đây là ra ô tô cũng như là nơi đậu xe máy cho cả nhà mình nha. Với vị trí này thì quý khách hàng mình di chuyển đến sân bay chỉ mất từ 15 phút thôi. Và mình đến quận 1, quận 3, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chỉ mất từ 35 cho đến 40 phút nha. Rất là gần luôn, giao thông thì rất là thuận tiện. Cùng Hằng Ni chúng ta quan sát sơ lược lại từ phía bên ngoài của ngôi nhà. Hệ thống cây xanh thì bao bọc ngôi nhà của mình luôn. Không khí phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Và di chuyển vào bên trong, từ phía ngoài được gia chủ thiết kế là một lớp cổng sắt 4 cánh sơn mạ vàng. Và tiến vào bên trong ngôi nhà thì mình có một cái khoảng sân này rất là rộng rãi nha. Và phía bên tay trái của Hằng Ni thì thông thẳng xuống dưới, gia chủ mình có chừa một cái khoảng hành lang để phía trên mình trổ ban công cũng như là cửa sổ ra. Nhà phải nói là cực kỳ thông thoáng và trong lành luôn. Rất là nhiều cửa sổ và ban công cho nên là không khí lưu thông cực kỳ tuyệt vời luôn nha. Gia đình mình ở đây rất là đáng sống luôn. Hiện tại gia chủ mình đang không có nhu cầu ở cho nên là đồ đạc mình để hơi nhiều. Quý khách hàng khi xem thì hãy công cảm cho bên Hằng Ni nha. Và em đang tiến vào khu vực không gian phòng khách của ngôi nhà. Đây đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ hệ thống đèn trần chiếu sáng cùng quạt máy. Phòng khách thì được gia chủ mình thiết kế theo tông chủ đạo màu kem kết hợp với vân gỗ màu nâu rất là sang trọng nha. Với khách hàng mình mua về có thể là decor thiết kế thêm nội thất và mình xách vali vào ở thôi. Nhà này thì kết cấu cực kỳ chắc chắn luôn. Phía bên tay trái của Hằng Ni được gia chủ mình ốp một bức tranh phong cảnh thiên nhiên cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây, cùng Hằng Ni chúng ta quan sát sơ lược lại phía không gian phòng khách nha. Phía trước thì gia chủ mình trang bị một lớp cửa gỗ 4 cánh và màn kéo đầy đủ luôn rồi. Và tiến vào cái khoảng không gian tại đây thì mình có một cái hành lang sử dụng chung, không gian chung. Tại phía cầu thang di chuyển lên các lầu phía trên. Và di chuyển về phía cuối ngôi nhà thì mình có một cái khoảng không gian phòng bếp tại đây nha. Đã được gia chủ trang bị sẵn hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, tủ lạnh kèm quạt máy bên trên. Đây, mình nhìn thẳng ra phía trước sẽ là gara ô tô để xe máy cũng như là xe ô tô rất là thuận tiện luôn. Gara này thì mình thông thẳng ra phía bên cửa phòng khách lúc nãy Hằng Ni đi vào nha. Do đang để đồ hơi nhiều đó cho nên chúng ta chỉ quay sơ lược thôi. Và phía bên tay phải của em, di chuyển vào trong mình sẽ có một toilet sử dụng tại đây, cũng như là sàn nước. Đó, không gian rất là riêng biệt luôn. Và nhà này đã được gia chủ lắp camera toàn nhà rồi, rất là an ninh cho quý khách hàng mình khi mà sinh sống tại đây luôn. Đó, cả nhà có thấy không, Hằng Ni có zoom lên cho chúng ta cùng quan sát đó. Và bắt đầu Hằng Ni sẽ tiến vào bên trong ngôi nhà để chúng ta cùng nhau di chuyển lên lầu 1 phía trên nha. Ngôi nhà với thiết kế rất là rộng luôn, thông thoáng mát mẻ, siêu biệt thự sân vườn. Khi mua thì quý khách hàng mình sẽ được tặng kèm sân vườn trồng rau, trồng hoa, nuôi gà. Cực kỳ tuyệt vời luôn nha. Đây, không gian phải nói là rất là thông thoáng. Nhà mình thì có hai cửa, một cửa bên phòng khách và một cửa bên khu vực phòng bếp. Cùng Hằng Ni chúng ta quan sát sơ lược lại một lần nữa khu vực phòng khách. Và Hằng Ni xin nhắc lại, ngôi nhà của chúng ta với diện tích chiều ngang là 29m và chiều sâu vào là 12m. Thì nhà mình có khuôn đất công nhận đủ là 287m2 nha. Nhà thuộc hướng chính là hướng nam, rất là phù hợp với khách hàng mình có hướng mệnh là Đông Tứ Trạch. Và cầu thang thì được gia chủ mình ốp gỗ, tay vịn bằng trụ rỗ cam xe kết hợp với kính cường lực 10 ly. Rất là sang trọng luôn. Ở cái khoảng không gian cầu thang thì gia chủ có thiết kế một cái cửa sổ chỗ ra ngoài, đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn nha. Nhà mình thì không có cần sử dụng điện nhiều đâu. Và Hằng Ni bắt đầu di chuyển lên khu vực lầu 1 của ngôi nhà. Tại đây thì được gia chủ thiết kế rơm 2 phòng ngủ. Em đang có mặt tại phòng ngủ thứ nhất.
nằm ở phía trước của ngôi nhà nha. Đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ nội thất rồi, giường ngủ, tủ quần áo, máy lạnh. Đây, bên trong thì mình có toilet riêng sử dụng, đầy đủ các trang thiết bị, bồn cầu, lavabo và gương soi, kèm vách kính ngăn riêng với khu vực tắm và khu vực vệ sinh, cũng như là vòi tắm hoa sen nha. Phòng ngủ này thì được gia chủ thiết kế lên tới hai cái ban công lớn và một cửa sổ chỗ ra ngoài, cho nên là cực kỳ lưu thông và trong lành cho quý khách hàng mình khi mà sinh sống và sử dụng tại đây luôn. Đây, cùng hàng đi chúng ta quan sát sơ lược nè. Tường nhà thì được gia chủ sơn theo màu hồng nhạt, cho nên là rất là phù hợp cho chị em phụ nữ cũng như là các bé gái nha. Và Hằng Ni bắt đầu di chuyển ra phòng ngủ thứ hai của căn biệt thự. Ngôi nhà với công năng sử dụng bên trong gồm phòng khách, phòng bếp, bên trên là 4 phòng ngủ cũng như là phòng thờ và sân thượng rất là thông thoáng luôn. Và Hằng Ni đang có mặt tại phòng ngủ thứ hai của ngôi nhà. Phòng này thì về thiết kế đã được lắp đầy đủ nội thất bên trong rồi. Bên trên là hệ thống đèn trần chiếu sáng và phía dưới là gạch dạ gỗ. Rất là sang trọng luôn nha cả nhà. Phía bên trong của mình thì được gia chủ trang bị một cái toilet đầy đủ các thiết bị vệ sinh. Gạch thì ốp phun trần luôn cho nên rất là sạch sẽ cho quý khách hàng mình khi sử dụng. Đây, đầy đủ các thiết bị TV, giường ngủ, tủ quần áo, máy lạnh, ban công chỗ ra ngoài. Ban công thứ nhất. Phòng này thì mình có một cái ban công thứ hai cực kỳ rộng luôn, cho nên Hằng Ni sẽ đi di chuyển ra cho chúng ta cùng tham quan nha. Cửa thì được gia chủ mình trang bị đến hai lớp, một lớp cửa kéo bằng sắt và một lớp cửa nhôm sinh pha kèm kính cường lực 10 ly. Nhà phải nói là rất là an ninh cho quý khách hàng mình khi sử dụng luôn. Đây, ban công lên tới gần khoảng 15 cho đến 18 mét vuông luôn nha. Đó, cực kỳ VIP luôn. Tại đây thì quý khách hàng mình có thể là để thêm những cái chậu hoa mình trồng. Gia chủ mình thì có trồng hai chậu hoa nè, hoa giấy. Hoặc là quý khách hàng mình khi về để thêm một cái bàn trà tại đây, mình ngồi uống cà phê, nhâm nhi một cái ly trà cực kỳ tuyệt vời luôn nha. Đây, ban công mình thông thẳng luôn, có cửa sổ chỗ ra ngoài. Nhìn qua phía đối diện của mình là ban công tại phòng ngủ thứ nhất lúc nãy Hằng Ni có quay cho chúng ta tham quan rồi đó. Nhà này thì nằm ngay khu dân cư, toàn là biệt thự không thôi. Đó, cực kỳ VIP luôn. Dân cư thì rất là an ninh và tri thức, cũng như là hàng xóm thân thiện nha. Đứng tại ban công thì gió cứ hiu hiu, gió lồng lộng luôn, rất là mát. Tại ban công thì gia chủ có lắp một cái camera, cho nên là quý khách hàng mình khi mà sinh sống tại đây rất là an ninh luôn. Hằng Ni bắt đầu di chuyển vào bên trong để chúng ta cùng nhau đi lên lầu 2 của ngôi nhà. Và nhà đang được gia chủ rao bán với mức giá chỉ 12 tỷ 500 triệu đồng thôi. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Quý khách hàng mình quan tâm thì hãy nhanh tay nhấn máy alo cho Hằng Ni với số hotline bên góc trái màn hình của video. Em sẽ hỗ trợ cho chúng ta tham quan thực tế cũng như là sở hữu ngôi nhà với giá bán tốt nhất nha. Và quý khách hàng mình khi xem hãy nhớ cho Hằng Ni một lượt đăng ký kênh, cùng bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Em Ni trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều. Và em đang có mặt tại khu vực phòng ngủ thứ 3 nằm tại lầu 2 của ngôi nhà. Phòng này thì cũng được gia chủ thiết kế có toilet riêng bên trong, đầy đủ các trang thiết bị vệ sinh. Về thiết kế thì cũng giống như phòng ngủ thứ nhất bên dưới thôi. Cho Hằng Ni sẽ lia máy nhanh để chúng ta cùng tham quan nha. Có cửa sổ chỗ ra ngoài, ban công cực kỳ thông thoáng luôn. Em sẽ di chuyển ra bên ngoài ban công để chúng ta nhìn xuống cái khu sân vườn phía dưới của nhà mình. Đó, Hằng Ni zoom máy lên để chúng ta cùng xem rõ hơn nè. Sân vườn trồng rau, trồng hoa, nuôi gà, cực kỳ tuyệt vời luôn. Phía bên ngoài là hệ thống cây xanh. Ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mà mình tìm đâu ra căn biệt thự thứ hai với giá bán chỉ 12 tỷ 500 triệu đồng mà diện tích đất công nhận lên tới 287 m². Cách trung tâm quận 1, quận 3 chỉ 35 cho đến 40 phút di chuyển thôi, cũng như là sát bên khu vực sân bay chỉ 15 phút. Nhà này phải nói là mình mua về nghỉ dưỡng cuối tuần về đây,
sinh sống cũng như là gia đình quây quần bên nhau cực kỳ tuyệt vời luôn nha cả nhà. Nhà này rất là thích hợp cho quý khách hàng mình mua ở, an cư và sinh sống, cũng như là khách hàng đầu tư thay vì bỏ ra 12 cho đến 13 tỷ mình mua các quận trung tâm, thì với mức giá đó mình về đây mình mua một căn nhà để cuối tuần gia đình mình sinh sống và quây quần bên nhau cực kỳ tuyệt vời luôn nha. Và em đang có mặt tại khu vực phòng ngủ thứ hai của ngôi nhà. Phòng này thì cũng được gia chủ thiết kế có tách riêng bên trong nhà, bên trong phòng nha. Đầy đủ các trang thiết bị cũng như thiết kế trong các phòng ngủ khác thôi. Đó. Bên ngoài thì đầy đủ các trang thiết bị bên trong phòng ngủ, giường, tủ quần áo, bàn trang điểm, máy lạnh nha, đầy đủ luôn. Và di chuyển ra không gian phía trước thì mình có một cái khoảng khu vực phòng thờ tại đây. Phòng thờ thì nhìn thẳng ra phía ngoài mặt tiền phía trước của ngôi nhà. Đã được gia chủ trang bị đầy đủ hệ thống rèm mèn kéo. Và cửa thì trang bị là cửa nhôm Sinfa kèm kính cường lực 10 ly nha. Phía bên ngoài thì mình có một cái ban công nhỏ chỗ ra ngoài. Đây, cùng Hằng Ni chúng ta quan sát lại một lần nữa. Ban công thì chỗ ra 1m2 nha cả nhà. Khu dân cư phải nói là cực kỳ VIP tại phường An Phú Đông, quận 12 luôn. Nằm ngay đường Vườn Lài, cách mặt tiền đường Vườn Lài chỉ 50m di chuyển thôi, rất là gần luôn nha. Đó. Và quý khách hàng mình quan tâm thì hãy nhanh tay nhấc máy alo cho Hằng Ni để chúng ta tham quan thực tế và sở hữu ngôi nhà này với giá bán tốt nhất nha. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Em trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem và ủng hộ cho em. Khi xem hãy nhớ cho Hằng Ni một lượt đăng ký kênh cùng bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày nha. Em Ni trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều. Xin hẹn cả nhà video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.